Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Mỗi khi các bạn Duy hay review xe, Duy sẽ tắt máy cái chiếc xe, bởi vì là khi mà Duy đứng nói như thế này các bạn thì cái tiếng ồn từ động cơ nó sẽ vọng lên microphone, cho nên là rất là khó nghe. Nhưng mà hiện tại chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 này Duy vẫn đang cho nổ máy luôn. Và khi mà áp sát lỗ tai vào như thế này các bạn thì các bạn cũng sẽ không biết là cái chiếc xe này nó đang nổ máy, bởi vì là hầu như không có một cái tiếng gió hoặc là một cái tiếng ồn gì từ cái khoang cabin này hết, bởi vì cái xe của chúng ta không khói động cơ chỗ này các bạn nha. Đây là một cái điểm mà xe xăng không bao giờ có thể làm được, cho dù đó là một cái chiếc xe xăng rất rất là đắt tiền các bạn, mười mấy 20 tỷ ha, cũng sẽ không thể nào bằng được chiếc xe điện ở cái điểm này. Và chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 này là chiếc xe được lái thử đầu tiên của Mercedes-Benz tại thành phố Hồ Chí Minh luôn các bạn. Ngày hôm nay các bạn là lần đầu tiên Duy sẽ được lái cái chiếc xe EQS, một chiếc xe Mercedes-Benz chạy bằng điện các bạn, một chiếc S-Class chạy bằng điện luôn ha. Cho nên là Duy rất là nôn nóng và cũng như là rất là háo hức muốn lái cái chiếc xe này ngay bây giờ. Đó thì thực ra với cái chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 này Duy đã quay review cũng như là cho các bạn xem ở trên kênh của Duy rồi, và mãi đến ngày hôm nay bên Duy mới có chiếc xe lái thử ha. Ok, bây giờ trước khi đi vào bên trong để trải nghiệm cái chiếc xe EQS 450 này, Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem một vòng lại bên ngoài của chiếc xe Mercedes EQS 450 này. Ok các bạn. Okay, bây giờ Duy sẽ vào số ha. Thì về cần số xe các bạn nó cũng sẽ giống như xe xăng thôi, cách vận hành thao tác mọi thứ y chang xe xăng, nó cũng không có khác gì hết ha. À, và thật sự rất là bất ngờ luôn các bạn, là đây là lần đầu tiên Duy được chạy cái chiếc xe điện, và được chạy chiếc xe điện của Mercedes-Benz luôn đó. Cho nên là cái cảm giác của cái chiếc xe này mang tới các bạn nó rất rất là khác so với những cái dòng xe xăng trước đây mình đã từng lái các bạn. Thì các bạn biết rồi ha, Duy làm ở Mercedes-Benz cho nên là hầu như tất cả những cái chiếc xe gì mới nhất cũng như là những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì Duy đều được chạy qua ha. Thì những cái chiếc xe xăng các bạn, cho dù nó cao cấp, nó hiện đại như thế nào luôn các bạn, cái cảm giác mà mang lại các bạn nó cũng sẽ không có giống như được chiếc xe điện này. Và một cái điều rất là ngạc nhiên là khi mà Duy vào số bạn nó rất là êm. Cái cảm giác mà chiếc xe này nó mang tới cho chúng ta là một cái sự êm ái tuyệt đối luôn. Và đây là cái chiếc xe S các bạn, thì cái khả năng mà nó cách âm giữa trong xe và môi trường bên ngoài thì hầu như là nó rất là chuẩn rồi. Cộng thêm một cái là chiếc xe của chúng ta lại được trang bị cái hệ thống treo bằng khí nén nữa, cho nên là cái chiếc xe nó rất rất là êm. Cộng thêm một cái nữa là động cơ của chúng ta là động cơ bằng điện nữa, cho nên là hầu như cái chiếc xe này nó cho chúng ta một khả năng mà cách âm nè, khả năng êm ái nè, vận hành nó rất là mượt mà và rất là tuyệt vời các bạn đó. Và hiện tại bây giờ thì Duy đang chạy ở khu nội bộ bên trong Phú Mỹ Hưng ha. Bây giờ Duy sẽ thử tăng tốc lên một cách đột ngột xem cái chiếc xe điện này nó sẽ tăng tốc như thế nào so với xe xăng. Cái cảm giác mà chạy một chiếc xe điện các bạn, nó giống như là chúng ta chạy một chiếc xe đồ chơi ha, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái ha. Tại sao Duy nói là giống như chiếc xe đồ chơi các bạn, tại vì là các bạn biết ha, những cái bạn nhỏ ha, các bạn mấy đứa nhỏ nó chạy xe đồ chơi các bạn thì nó rất là giống như là một cái món đồ chơi thôi ha. Thì chiếc xe này nó cũng vậy, chỉ có điều là món đồ chơi nó quá là đắt tiền thôi ha, của mấy anh ha. Thì khi mà Duy tăng tốc cái chiếc xe này á, nè các bạn thấy nè, nó rất là mượt mà luôn nha. Và đặc biệt cái chiếc xe này nó có một cái âm thanh giả lập khi mà chúng ta tăng tốc đột ngột. Khi mà chúng ta chạy bình thường như thế này các bạn, bình thường nhẹ nhàng ha, tốc độ 40, 50 đều thì chúng ta sẽ không có nghe một cái tiếng âm thanh gì hết. Nhưng khi chúng ta đạp thúc ga tăng tốc thì cái chiếc xe nó cho chúng ta một cái tiếng âm thanh ở trong cái cabin này, cảm giác như là chúng ta đang chạy một cái chiếc xe xăng hoặc là một chiếc xe thể thao ha. Bây giờ Duy sẽ tăng tốc lên lại. Ôi giời ơi, wow, quá tuyệt vời luôn.
thì các bạn biết là cái xe xăng á, thì cái xe điện các bạn lúc nào cái moment xoắn của nó cũng sẽ rất là cao. Và chiếc xe EQS 450 cộng này các bạn thì công suất nó lên tới là 333 mã lực. Và chiếc xe của chúng ta nó sẽ không có hộp số các bạn nha. Không có hộp số có nghĩa là động cơ của chúng ta được đặt ngay cầu sau luôn. Thông thường những chiếc xe xăng được trang bị cái hộp số tự động 9 cấp. Đó là cái hộp số mà có thể nói là tiên tiến nhất hiện tại bây giờ của Mercedes-Benz cũng như là trên toàn cầu rồi. Nhưng mà khi chúng ta tăng tốc các bạn cũng sẽ có một cái sự sang số, chúng ta có cảm nhận được một sự sang số hoặc là một cái sự gọi là chuyển từ số này sang số kia, nó cho chúng ta một cảm giác chúng ta biết được. Nhưng đối với cái chiếc xe điện này, nó là một cái chiếc xe điện không có xài hộp số và động cơ được gắn trực tiếp lên trên cầu luôn. Cho nên là các bạn sẽ thấy là nhất là cái chiếc xe cái độ tăng tốc của nó sẽ ít bị trễ hơn so với lại cái chiếc xe xăng. Bởi vì xe xăng chúng ta chuyển từ động cơ này các bạn sang hộp số rồi ga cạc đăng rồi mới tới là cầu sau, cho nên là nó qua rất là nhiều những giai đoạn, cho nên ít nhiều chúng ta sẽ bị hao phí và bị trễ chân ga. Nhưng đối với cái chiếc xe điện này, hầu như là cái cảm giác trễ chân ga của hoặc là hao phí nó hầu như nó sẽ bị không bị nhiều các bạn đó. Và cho nên là chúng ta tăng tốc lên chúng ta cảm thấy là nó rất là mượt, bởi vì là xe chúng ta lại không có hộp số nữa ha, rất là tuyệt vời luôn đó. Thì ngoài cái chủ yếu là khi mà lái cái chiếc xe này, Di cho các bạn biết về cái cảm nhận của Di về cái sự vận hành của một chiếc xe điện thôi. Còn hầu như đa phần những cái tính năng giải trí, những cái tính năng mà cài đặt hoặc là sử dụng của chiếc xe EQS 450 này thì hầu như nó đều như là một chiếc xe xăng hoặc là như là một cái chiếc xe S-Class thôi các bạn, không khác gì hết ha. Di hy vọng các bạn là trong vòng 3 năm hoặc là 5 năm tới nữa thì sẽ có rất là nhiều những chiếc xe điện của Mercedes-Benz được lăn bánh tại thị trường Việt Nam, cũng như là rất là nhiều những khách hàng được sở hữu những cái chiếc xe điện, những cái chiếc xe rất là tương lai như thế này. Ngoài những cái sự vận hành êm ái mượt mà các bạn, thì hầu như chiếc xe điện của chúng ta được trang bị đầy đủ hết tất cả những tính năng an toàn của Mercedes-Benz. Bởi vì đây là một chiếc xe điện, một chiếc xe về công nghệ, một chiếc xe về tương lai, cho nên Mercedes-Benz sẽ đầu tư những trang thiết bị gì mà có thể nói là hiện đại cũng như là tiên tiến nhất đều được tích hợp trên chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 cộng này ha. Những cái tính năng như là cảnh báo điểm mù, giữ làn đường ha, hoặc là tính năng bám đuôi, hoặc là tính năng cảnh báo lệch làn đường, hầu như là chiếc xe EQS của chúng ta đều được trang bị đầy đủ hết các bạn nha. Hệ thống thông tin hiển thị trên kính chắn gió thì các bạn sẽ thấy nó cũng giống như những cái dòng xe Maybach hoặc là những cái dòng xe S-Class trước đây được trang bị cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Cái cảm giác mà khi mà Di lái từ cái vị trí góc nhìn này các bạn, thì cái chiếc xe EQS của chúng ta cho một cái góc nhìn ở cái khu vực ở bên tay phải của Di các bạn, nó rất là rõ ràng luôn, rất là gọi như là rất là rộng luôn ha. Bởi vì là các bạn thấy là cái phần mà mui xe nó được kéo dài, được thổi xuống rất là thổi luôn, cũng như là cái khu vực mà ở bên cái kính chiếu hậu các bạn sẽ thấy nè, kính chiếu hậu nó được gắn vào cái cửa thấp ở dưới, cho nên là cái khu vực này khi mà Di nhìn từ bên phải á, nó sẽ rất là dễ quan sát ở cái khu vực hiểm mù bên này ha, rất là tuyệt vời. Để nói nhiều về cái cảm giác lái êm ái, tiện nghi, mượt mà trên cái chiếc xe điện này thì thật sự các bạn, thì Di để dành cho các anh chị và các bạn mà đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Di để trải nghiệm thực tế đi đó, rồi các anh chị các bạn tự đánh giá ha. Còn đây là những cái đánh giá của Di. Thì thôi, bây giờ Di xin được phép kết thúc video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là muốn lái thử cái chiếc xe Mercedes-Benz EQS 450 này, các anh chị các bạn đừng quên liên hệ với Di qua số điện thoại là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.